Hello, Happy New Year. Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai, một tây tháng giêng năm 2018. Happy New Year đến tất cả mọi người. Chương trình khai dân trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình khai dân trí số 271 vào ngày thứ hai, một tây tháng 1 năm 2018, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc, đó là chúc mừng năm mới. Happy New Year to all. Vấn này là xin đến với tất cả quý vị. Trước khi vào chương trình khai dân trí, Lisa cảm ơn tất cả mọi người. Happy New Year đến tất cả mọi người ngày hôm nay. Hôm nay Lisa được nhận những cái món quà lì xì. Đầu tiên là Lisa cảm ơn anh Đỗ Hoàng ở tại vị trí nhà đã gửi quà cho Lisa ngày 20 tháng 12 năm 2017. Chữ viết của anh xấu quá nên hôm nay anh dành máy cho em đọc rõ, anh đánh máy cho em đọc rõ. Chúc cô nàng kiêu kỳ, kính cận, dễ thương của chương trình khai dân trí mùa lễ Noel thật ấm áp và bình an, cũng như là năm mới 2018. Anh mong cho em kiên cường và đấu tranh cho toàn 100 triệu dân Việt Nam nghe em để mà giải thể đảng Cộng sản. Anh gửi Phật bà bên cạnh cho em luôn bình an nhé. Mỗi khi có chuyện gì nguy hiểm thì anh phải luôn nhớ niệm danh hiệu của Phật bà. Và trời Phật sẽ luôn che chở cho người con nước Việt như em. Và sẽ đứng bên chính nghĩa. Còn bên tà thì chỉ có thằng Việt Cộng và thằng Trung Cộng ác độc cướp giật khủng bố của người dân. Sớm muộn gì toàn dân cũng như trời Phật sẽ vấn đề là hả làm cho nó bị ác báo cho mà coi. Xem chương trình em bấy lâu, đã có ý với em từ lâu. Nhưng không ngờ rằng thằng khác tỏ tình trước, anh hờn mây gió không tường tâm tư này. Giờ sao đó mà. Em cảm ơn anh nhiều lắm nghe chưa. Ok, cảm ơn quà của anh gửi cho em. Còn những cái sao em không có dám đọc tại vì mắc cười quá. Chị Lisa kính mến, trước tiên em xin chúc chị một mùa Giáng sinh an lành và bình yên, cũng như cầu chúc năm mới cho chị có nhiều sức khỏe, nhiều tin tốt cho Việt Nam chị ạ. À, em gửi cho chị lì xì cho chị 200 đô. Chị tùy nghi sử dụng trong dịp năm mới. Chị đừng nói tên em trên chương trình nha. Em cảm ơn chị, chúc chị mạnh khỏe, đem tiếng nói khai dân trí cho người dân Việt Nam. Chị có thể lấy nick của em để mà chị lên chương trình khai dân trí nha chị. Chị cảm ơn em nha. Chị, em không cho chị nói tên cho nên chị không nói tên. Chị đã nhận được chi phiếu của em là 200 đô la. Đây là tấm thiệp mà em gửi cho chị nha. Những người nào không nói tên thì Lisa đưa tấm thiệp lên để cho các bạn biết là các bạn đã nói. Và một cái bao thơ đỏ lè Lộc đã gửi đến Lisa của một người. Nhưng này là cái bằng là gửi cho Lisa cái tấm thiệp nha. Chị cũng đã nhận được. Chúc em và gia đình một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng.
ở tại Missouri nha. Lisa cũng nhận được chi phiếu là $100. Lisa cũng không nói tên, tại vì ở trong đây không có để tên, cho nên chỉ gửi một cái bao thơ thiệp để mà lì xì cho Lisa. Lisa cảm ơn nha. Rồi kế tiếp nữa là Lisa cảm ơn một người chú lính già ở tại South Carolina đã gửi cho Lisa. Vấn đề là chương trình của Lisa, ủng hộ Lisa. Đó là một bác lính già ở tại South Carolina và một chú tên là Lâm cũng đã chuyển cho Lisa. Vấn đề là $200, tức là mỗi người $100 đó. Vấn đề là đã chuyển khoản cho Lisa. Lisa rất là cảm ơn hai chú người lính già cũng như là chú Lâm nha. Rồi, cảm ơn hai chú nhiều. Kế tiếp nữa là một cái hội đoàn hoặc là một cái nhóm nào đó ở bên Đức có vấn đề là gọi điện thoại xin Lisa số tài khoản và đã chuyển vào. Lisa đã nhận được $715 của Connie Lee. Cho nên vấn đề là sẵn đây Lisa cũng cảm ơn. Năm nay Lisa rất là may mắn đã được mọi người lì xì cho Lisa. Hy vọng rằng vấn đề là kêu bằng là Lisa, vấn đề là vui vẻ và sẽ mạnh mẽ hơn trong cái công cuộc mà đấu tranh để mà đòi lại những cái quyền cho dân tộc Việt Nam của mình nha, để mà giải thể chế độ độc tài khủng bố của Đảng Cộng sản. Rồi. Chị ơi chị, đầu năm đầu tháng chị tụng kinh cho cái đảng đị khốn nạn, nó đi chầu Diêm Đế, cái đảng khủng bố khốn nạn quá chị ơi. À, để chị tụng kinh chứ quên nữa. Các em muốn tụng kinh thì chị tụng. À, đúng ra là chị không có tính tụng, nhưng mà thôi, em kêu tụng thì chị tụng luôn. Chưa có chuẩn bị gì hết, nhưng mà kệ cũng tụng luôn. Đảng Cộng sản khủng bố chó đẻ, năm nay là năm 2018, là còng số 8, còng đầu lũ chó đẻ đảng đỉ tụi bay. Lũ chó đẻ kinh tế tụi bay sẽ sụp đổ, nội bộ tụi bay sẽ đánh nhau. Còn những kẻ nào ăn cơm mà giống như là ăn tức lên chửi Lisa, chỉ có biết chạy theo ba cái tờ báo của đảng đĩ để mà bài đặt hù dọ rung cây nhát khỉ Lisa, thì những thằng chó đẻ, những con đầu bò, những thực lực hốt nạn này rốt cuộc rồi cũng sẽ có hậu hoạn không được tốt đẹp trong năm nay. Đầu năm đầu tháng, những con chó nào dư luận viên hoặc những thằng nào con nào bưng bô cho đảng để làm ngơ với dân tộc đất nước của mình thì tán gia bại sản. Những kẻ này sẽ bị giật mắt cào trầm, sẽ bị bệnh hoạn tật, bệnh triền miên, đi đứng không yên, mắt mờ tai điếc ối mửa, ăn những đồ độc của thằng Tàu cho chết con gái mẹ, tất cả lũ đầu bò ốc chó não lợn nào hùa theo đảng để chửi chửi Lisa phạm thì tụi bay sẽ gánh lấy hậu quả. Rồi đó, tụng cho các em vừa lòng rồi đó. Đầu năm trù nó vậy thôi, ngày mai cũng bắt đầu là cúng cô hồn rồi, còn trù nó nhiều hơn nữa nha. Năm nay là trúng mánh đó phải không? Đầu năm là trù ẻo được rồi, ngày mai là ngày 16 nè, biết nay là 15 rằm nè, ngày mai là 16 ngày cúng cô hồn, nó kêu cô hồn nó về nữa, biết nay là trù ẻo rồi nha. Rồi. Chị ơi chị, Tàu Cộng nó đã chạy sang Việt Nam và nó tòa rập với đảng đĩ cộng sản, nó phá và nó đốt 6 căn nhà của người dân ở tại Việt Nam chìm trong biển lửa. Mặc dù rằng nó giả bộ, nó gài tội chị vào khủng bố và nó cho những người ở tại Việt Nam là khủng bố, nhưng mà thật sự ra nó khủng bố chị ạ. Chị ơi, ngày Chủ nhật 31 tháng 12 năm 2017, 6 căn nhà ở Sài Gòn đã chìm trong biển lửa. Vào ngày cuối năm, ngọn lửa đã bùng phát lan nhanh khiến 6 căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh bị rực lửa. Hàng chục người tháo chạy hỗn loạn, nghe nói đây là thằng chó đẻ Tàu Cộng. Nó muốn qua để nó đốt nhà của dân tộc Việt Nam, nó to rập với đảng đĩ. Khoảng 22 giờ 45 tối 30 tháng 12 năm 2017, người dân hiền lành Việt Nam phát hiện được ngọn lửa bùng phát tại căn nhà số 43 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nên hô hoán dập lửa. Nhiều thanh niên đã dùng nước và bình chữa để mà xịt vào đám cháy, nhưng đã bất thành. Chỉ trong tích tắc, thằng lửa đã lan nhanh về nhà bên cạnh
và bằng chứng cụ thể là đã có 6 căn nhà bị tiêu tùng. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh phải điều động 6 đơn vị gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1, quận 6, quận 7, quận 8, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên sông, phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy 23 xe các loại, 130 bộ cán bộ chiến sĩ đầu bò đến hiện trường tham gia dập lửa. Nhưng mà không, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, rất may hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cho tài sản của người dân mất trắng. Đây là nằm trong mưu kế khủng bố của đảng Đĩ Cộng sản để mà lấy đất của người dân bán cho thằng Tàu, hoặc là thằng Tàu nó qua để mà nó đốt nhà người dân cũng không chừng. Đó, bạn thấy rồi đó, chính là nó khủng bố đó, mà nó nói là mọi người khủng bố, các bạn thấy không? Còn trong tương lai nó sẽ đốt hết những cái nhà nào của người dân. Chỉ còn nghe nói là cái quán cà phê Chiếc Lá của con Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nó thấy làm ăn không được, nó bán cho Vũ Nhôm. Bây giờ nó bắt Vũ Nhôm rồi, thì nghe nói là nó âm thầm, nó bán cái quán cà phê Chiếc Lá của Nguyễn Cao Kỳ Duyên này cho Vũ Nhôm. Mà bây giờ nó bắt Vũ Nhôm rồi, thì tình báo Hoa Nam nó giả bộ nó đang lập hồ sơ để nó tịch thu cái quán cà phê Chiếc Lá của Nguyễn Cao Kỳ Duyên này, để mà nó hợp toàn là những đầu trâu mặt ngựa tình báo Hoa Nam qua ở Đà Nẵng để mà vấn đề là họp thôi. Cho nên cảnh báo những người nào Việt Kiều mà về Việt Nam làm ăn thì coi chừng, hãy nhìn cái gương đó đi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên ma khôn đó, bán cái quán cà phê Chiếc Lá lẻ với mà bỏ chạy đó. Nếu mà còn ở lại bây giờ là coi chừng nó ăn cướp luôn nữa. Các bạn thấy chưa? Lisa ơi là Lisa, bây giờ ở trong nước bắt đầu là nó cho tất cả những người thiếu nhi phải ca ngợi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh bằng tiếng Tàu. Bây giờ nó muốn chiếm nước Việt Nam, nó khủng bố dân tộc Việt Nam luôn rồi. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Bạn khốn nạn không? Đó, tại vì thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu mà. Bạn thấy đó, cho nên tất cả những cái em dư luận viên lên trên đây, các em cũng thuộc về nạn nhân thôi. Ngày xưa mà người nào mà không theo thằng chó đẻ đảng Cộng sản thì nó khủng bố, nó cắt cổ, nó cắt đầu gia đình, cho nên dòng họ sợ quá phải đi theo. Rồi bây giờ lai sanh ra nguyên một cái đám tạp chủng ở tại Việt Nam cũng y như vậy. Các em không biết rằng khi mà những người ở Việt Nam mà vấn đề là kêu bằng là nó bắt năm tháng 4 năm 2017 là nó đã có những công văn rồi, kêu nó âm thầm nó làm để mà nó gửi qua bên Mỹ này, để mà nó tính vấn đề là du quan giá họa cho Lisa. Nhưng mà FBI, CIA người ta đã vào cuộc, người ta điều tra không có một bằng chứng nào mà gọi là Lisa khủng bố cả. Bởi vì Lisa lên đây, Lisa nói cho toàn dân Việt Nam nghe. Cho nên người Mỹ người ta đã vấn đề là trả lời công văn, người ta thảy vào mặt của đảng Cộng sản Việt Nam, người ta cười trên đầu, người ta đái trên đầu, người ta ỉa trên đầu của cái lũ chó đẻ đảng Cộng sản khủng bố ở tại Việt Nam. Bởi vậy mà cho nên bây giờ tự nhiên bắt đầu nó cây cú Lisa, bắt đầu nó đăng lên tờ báo cái nguyên một cái đám mà dư luận viên đồ kia bắt đầu là nhao lên y như một bầy dòi để mà nhúc ở trong một bãi cứt. Các em nghĩ đi, thằng đảng Đĩ Cộng sản nó thâm độc, nó khủng bố có bao giờ mà nó đăng báo lên như vậy, chẳng qua nó lừa các em thôi. Nó đăng tờ báo để nó lừa các em ngồi đó để các em ngồi chống mông lên, để các em lấy cây, các em dương cặp mắt lên để coi. Để coi vấn đề là nó chụp mũ chị, để mà vấn đề là coi in tập hot có vô không nha, nghe không? Trời ơi là trời, bởi tao nói ngục là cũng hoàng ngục, ngu là cũng hoàng ngu thôi. Rồi bây giờ nó nói là đầu năm đó là ở Việt Nam biển người chạy ra ngoài đường, nhưng mà rốt cuộc rồi toàn là ăn mài, ăn xin để ra kiếm sống không. Các bạn thấy khốn nạn như vậy. Ngày xưa người Mỹ cũng vậy, người ta đem tự do dân chủ qua Việt Nam, người ta giúp cho đồng minh là Việt Nam Cộng Hòa để mà đánh Cộng sản,
cho bật ra khỏi miền Nam Việt Nam, thì nó dùng truyền thông, nó tuyên truyền rằng là Mỹ đi vào để mà xâm lược Việt Nam. Nhưng mà các bạn thấy người Mỹ có xâm lược được Việt Nam cái gì không? Người ta đi vào toàn là người ta tốn tiền bạc không? Nước Mỹ các bạn biết 50 tiểu bang của nước Mỹ nó rộng lớn bao la bát ngát như thế nào? Một tiểu bang của nước Mỹ nó còn rộng, nó còn giàu gấp 1.000 lần cái đất nước Việt Nam hiện bây giờ. Bởi vậy mà cho nên các bạn ở Việt Nam đã bị thằng chó đẻ đảng Đĩ Cộng sản nó khủng bố, nó lèo lá dư luận để nó cho các bạn thù ghét Mỹ, đánh Mỹ. Rốt cuộc những bà già, những gia đình mà nhận được những tờ giấy lộn để chùi đít, bây giờ lại cầm những cái bằng khen đó ra đường, xuống đường để mà đòi công lý. Bởi vì nó ràng vô trong nhà, nó khủng bố, nó cướp đất, nó cướp nhà, nó đánh đập, nó phá hoại, nó khủng bố đời sống của những người mà gọi là những bà mẹ, những gia đình có công với cách mạng. Những lời Lisa nói trên đây đều là nhan nhản ở trên những mặt báo đài. Những video ở bên YouTube các bạn nhìn thấy, Lisa đâu có dựng chuyện được. Các bạn thấy có phải người ta cầm những cái băng rôn, cầm những cái bằng khen, mặc những cái áo, cầm những cái bằng khen không? Vậy mà bây giờ thằng đảng Cộng sản nó còn khốn nạn tới mức độ nó cho an ninh giả làm giang hồ để mà đi ra giật tất cả những cái mà vấn đề là kêu bằng đó là bằng khen mà chính nó dụ dỗ nó tặng cho để mà xé hết. Rồi chụp mũ bà này là chả có bà mẹ anh hùng chân là khủng bố. Các bạn thấy khốn nạn không? Đó. Các bạn thấy khốn nạn không? Rồi bây giờ nó vô hôm qua nó chửi Lisa, nó nói rằng là thằng Mỹ của mày 58.000 người có đầy đủ vũ khí, vũ súng đạn cũng bị Việt Nam của tụi tao, cũng bị Bác Hồ với tụi tao đánh cho giết chết 58.000. Còn mày không là cái gì hết, tao sẽ qua tao tàn sát nước Mỹ của mày, tao giết hết nước Mỹ của mày. Đó, các bạn thấy khốn nạn vậy đó, bất dạy vậy đó. Cho nên ngày hôm nay 100 triệu dân Việt Nam mà muốn thắng được Cộng sản là các bạn phải không nghe tất cả những cái tuyên truyền láo khuyết về truyền thông. Cộng sản cai trị được toàn dân Việt Nam là họ nắm được truyền thông. Bởi vậy họ không cho một tiếng nói nào mà nói lên sự thật. Kể cả các bạn binh vực cho đến chế độ Cộng sản thì được. Mà các bạn nhìn ra được sự thật, chỉ cần các bạn có những cái vấn đề là chuẩn bị nói me mé là nó quay đầu lại, nó chửi các bạn, nó giết các bạn không thương tiếc. Các bạn thấy cái gương đổ hiếu đó. Bây giờ nguyên một bầy cờn cờn của cái lũ mà cờ máu kinh nó nhào vô, nó chửi con người ta, nó xé xác thằng đổ hiếu này như thế nào các bạn nhìn thấy rồi đó. Thậm chí nó thảy thằng đổ hiếu này qua bên vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó cho là phản động, đi theo cái bọn gì ba que cờ vàng được kia. Các bạn nhìn thấy rõ ràng rồi đó. Cho nên toàn dân Việt Nam khi mà đã có bản lĩnh chính trị là không bao giờ tin tưởng vào truyền thông của đảng Đĩ. Cái truyền thông của đảng Đĩ là toàn bộ là láo, là dốc mà thế giới coi như cục cức. Thế giới nó ỉa trên đầu luật pháp của đảng Đĩ Cộng sản. Bởi vì nó biết những thành này, những thành phần mà cai trị đất nước Việt Nam là những thành phần khủng bố, là những lũ mang di mọi rợ, là những thằng khốn nạn nhất ở trên thế giới. Cho các bạn biết bây giờ chống tham nhũng rốt cuộc rồi, bây giờ các bạn thấy lòi ra té ra là toàn là ăn cắp tiền của dân không, toàn là thằng nào thằng nấy giàu bất thường, toàn là ăn cướp không? Các bạn thấy rồi đó, các bạn thấy rồi đó. Đó, chị Lisa ơi, là chị Lisa tự nhiên xe máy cháy ở đường vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người nhốn nháo, chiếc xe gắn máy bốc cháy trên đường Tôn Đức Thắng, nơi đang có rất nhiều người đi vào khu vực trung tâm và xem bắn pháo hoa. Thì bởi vì nó đổ toàn là xăng có hóa chất không, bởi vậy mà cho nên nó khủng bố cháy làm cho người dân phải chết như vậy đó. Thì tại vì các em ma không có may mắn sống trong một chế độ khủng bố độc tài thì nó khốn nạn như vậy đó. Chứ mà ở bên Mỹ này người ta săn, người ta đàng hoàng, đâu có như vậy. Đâu có được như vậy.
Thật ra ở tại Việt Nam, thằng chó đẻ nào mà đi lên thì dân tộc Việt Nam cũng chết. Bởi vì thằng Cộng sản thì là một cái lũ khủng bố trá hình. Cho nên thằng chó đẻ đảng Cộng sản nó y chang như là thằng súc vật uống máu kinh Hồ Chí Minh. Nó làm bộ nó đưa ra là nó giải quyết chống tham nhũng này kia kia nọ, giống y như thằng Hồ Chí Minh bày đặt, bắt đầu là đưa ra là cải cách ruộng đất để mà đất tư sản này kia kia nọ, để mà không còn những cái người địa chủ cường hào đó kia. Nó giả bộ nó đưa ra như vậy, nhưng mà sự thật là nó tàn bạo, nó tàn ác vô cùng. Đó. Những cái thằng đầu bò tụi bay á, lấy búa mà chẻ ra đi, ở đó mà đi ăn cứt, mà ngồi đó mà táp cứt của đảng, nó ỉa ra, nó ỉ ra cho tụi bay ăn. Tụi bay nghĩ nó ghét tội Lisa là khủng bố quốc tế đặc biệt quan trọng, mà từ ngày 26 tới giờ Lisa vẫn ngồi tỉnh bơ ở đây, không ai nói động gì tới Lisa hết. Chẳng những vậy mà cảnh sát bên Mỹ còn bảo vệ Lisa, FBI, CIA còn bảo vệ Lisa. Các bạn ngồi nghĩ nghĩ đi. Những thằng đầu bò mà ở trong nước Việt Nam, tụi bay nghĩ đi. Đó, tụi bay suy nghĩ đi. Một người mà đã cộng sản cho là khủng bố quốc tế đặc biệt nguy hiểm mà đi thăm dâm ở nước Mỹ này. Ha? Được Mỹ bảo vệ à? Ha? Hồi hôm này đi coi bắn pháo hoa kìa. Trời ơi, tao nói gặp Mỹ cũng ly được kìa. Happy New Year đồ kia, fuck communist đồ kia. Trời ơi là trời vui. Tao nói tân bừng ở đây kìa. Trời ơi, có ai đụng tới cộng lông lợ đâu. Trời ơi, vậy mà ngồi bên bệnh, ngồi đó mà trong mầm chốc mỏ. Mà tao nói cái lũ ăn cứt suốt đời cũng là cái lũ ăn cứt. Bị đảng đỉ nó gạt, bị đảng khủng bố nó lừa. Còn cái đảng đỉ khốn nạn tụi bay phải đăng báo liên tiếp lên đi cho tao. Phải đăng râm rang đi, tự nhiên bây giờ giả bộ thùng chi vậy. Phải đăng lên để cho cái lũ cờ đỏ máu kinh nó bức xúc, để cho nó nhảy lên, để cho nó quảng cáo cho Lisa. Tuyệt đối là đừng bao giờ gỡ xuống. Bởi vì gài tội Lisa là khủng bố đặc biệt quốc tế thì cứ nói vào đề tài của Lisa. Phải nói mãi mãi. Nói khi nào mà Lisa về Việt Nam để tụi bay bắt đầu xé xác ra mới được. Phải nói nha. Thằng chó đẻ nào mà không đăng báo nói về Lisa là tụi bay hèn. Nói đi. Thục thôi. 26 tay bắt đầu lên tờ báo tới giờ thục mẹ nó rồi à. Thục vô Lăng Ba Định rồi à. Ăn cất của thằng Hồ Chí Minh rồi à? Hả? Trời ơi! Thấy không? Nhục chưa? Bây giờ tụi bay nhục chưa? Nhục chưa? Trời ơi! Con cháu thằng Hồ Chí Minh là nhục vậy đó! Trời ơi! Chị Lisa ơi! Hôm nay có nhiều tin cực kỳ nóng liên quan tới Vũ Nhôm. Vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì có tin cực nóng vừa được tung ra là Vũ Nhôm đã bị cảnh sát Singapore bắt giam khi đang trên đường tàu thoát qua Malaysia. Cụ thể là vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, Vũ Nhôm và đồng bọn đang tính bỏ trốn từ Singapore qua Malaysia thì đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ ở tại cửa khẩu vì tội, ba tội là sử dụng passport giả, nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp. Ngay sau đó thì Vũ Nhôm và đồng bọn đã bị cảnh sát Singapore tạm giam để mà chờ ngày phán xét. Vụ việc này đã bị ép nhẹm cho tới hôm qua là ngày 31 tháng 12 2017, hết hạn tạm giam thì phe của Ba Dũng mới cho tiết lộ là Vũ Nhôm đã bị bắt ở tại Singapore. Đấy. Các bạn thấy đó, nó khúc khiết như vậy đó. Các bạn thấy nó khúc khiết ly kỳ như vậy đó. Sau khi ngửi mùi cứt, đảng đỉ cộng sản
mới bắt đầu là mừng húm lên, tính cho người chạy qua để mà dẫn độ Vũ Nhôm và điều đình với Singapore. Nhưng Singapore đã ỉa một cục cất vào mặt của đảng đĩ Cộng sản và không cho một thằng nào mà léo hắn đi vào. Cảnh sát Singapore, thấy không? Trời ơi, tao nói mật vụ gì mà mẹ nó ra nhục vậy trời. Đi qua tao ỉa một cục cất, tao thảy vô trong bản mặt, đem gói về để cúng thằng Hồ Chí Minh vậy trời. Trời ơi, các em dư luận viên thấy chưa? Trời ơi, mật vụ cái kiểu lợ gì mà tự nhiên chạy qua bên bên tay ỉa cục cất, tao liền vô mặt vậy. Đồng đi, khốn nạn không? Ngay sau khi phía Singapore bắt được Vũ Nhôm tại cửa khẩu, thì phía của đảng đĩ khủng bố Việt Cộng bắt đầu cũng đã biết tin. Trọng Lũ và thằng Phát Niễn lập tức đòi dẫn độ Vũ Nhôm về để mà xử tội. Phúc Niễn đã ký một lệnh yêu cầu phía Singapore phải để cho Tổng cục 2 của đảng đĩ Việt Cộng khủng bố chạy sang để dẫn độ Vũ Nhôm về, lấy cớ đây là thành phần tội phạm của Việt Nam nên phải để phía đảng đĩ khủng bố Việt Cộng xử lý. Rồi Bộ Ngoại giao Việt Cộng cũng đã gửi công hàm qua Singapore để đòi dẫn độ Vũ Nhôm về để điều tra. Bộ Công an Việt Cộng cũng gửi công hàm qua Singapore để yêu cầu dẫn độ Vũ Nhôm về Việt Nam ngay lập tức để phục vụ công tác điều tra. Tổng cộng đã có tới 3 công hàm từ phía của đảng đĩ Việt Cộng khủng bố gửi qua Singapore chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chỉ nhằm mục đích là đòi dẫn độ cho bằng được Vũ Nhôm về Việt Nam. Phía Singapore thì người ta làm việc theo quốc tế cho nên người ta không thèm phản hồi cụ thể, mà người ta ỉa vào mặt của đảng đĩ bằng cách là người ta nói rằng vụ án này có liên quan tới quốc tế cho nên cái lũ khốn nạn chụp mũ đừng bao giờ hòng mà đem qua đây gửi công hàm, mà vẫn câu giờ để tìm phương án tối ưu. Singapore biết vụ án này sẽ liên quan tới quốc tế cho nên không thể vội vàng được mà ỉa vào mặt của đảng đĩ, mặc cho kêu Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi nhiều công hàm nhưng mà Singapore không thèm nhìn tới, liền mẹ vô toilet, dội cho mày đi luôn, bỏ tật nước đảng đĩ, con cháu thằng Hồ Chí Minh. Cho nên Singapore phải cẩn thận từng bước một, và bằng chứng cuối cùng là không nghe lời của đảng đĩ Cộng sản khiến cho bản mặt của đảng đĩ quê một cục ở bên Singapore. Trời ơi là trời, có một tiếng đồng hồ mà gửi 3 cái công hàm qua để mà bắt đầu là kêu bằng gài tội Vũ Nhôm, à nào là tội này kia kia nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi Singapore nó ỉa vô trong bản mặt một cục cất, trời ơi nhục chưa từng có. Công hàm cuối cùng mà đảng đĩ Cộng sản giao cho Bộ Ngoại giao chụp mũ là cho Vũ Nhôm tội lừa đảo, tội giết người, tội khủng bố, tội bán ma túy, tội buôn lậu, để mà ép Singapore phải cho đảng đĩ Việt Cộng dẫn độ Vũ Nhôm về, nếu không sẽ mang tiếng là bao che tội phạm, Đức cũng khó can thiệp. Cho nên họ đã đưa ra công hàm như vậy, Singapore đã luyện mẹ cái công hàm này vào trong toilet để mà dội nước đi. Trời đất ơi là trời, sao mà bây giờ khổ dữ vậy, thời đại gì mà bây giờ ai ai cũng ăn hiếp đảng đĩ hết trơn vậy trời. Chết rồi, kiểu gì mà kỳ cục vậy. Trời ơi là trời. Sau khi bị tạm giam ở Singapore và biết được tin Trọng Lũ và Phát Niễn đang đòi dẫn độ về Việt Nam, thì Vũ Nhôm đã tung ra một hồ sơ tuyệt mật tiết lộ thủ phạm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để ép Đức phải nhảy vào để mà cứu. Đây là nước cờ mà Vũ Nhôm đã tính trước khi nghe chương trình của Lisa chỉ dạy không ở đâu an toàn bằng ở nước Đức. Cho nên Vũ Nhôm đã tung ra một tin tuyệt mật để mà đòi tố cáo cho Đức biết rằng kẻ chủ mưu để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và sẽ làm nhân chứng
trước tòa án quốc tế để buộc đảng Đĩ Cộng sản là khủng bố quốc tế, là qua nước Đức để mà kiết nát, để mà bắt người ở bên Đức. Ôi ơi là trời ơi là trời, nó nhột ơi là nhột, đáng để ơi là đáng để, đáng để ơi nhột ơi là đáng để. Mấy cái con chó dư luận viên hoặc là ăn cứt của đảng đó nhào nhào lên chửi Singapore đi. Ôi ơi. Sau đó thì kể như Vũ Nhôm sẽ tung hồ sơ mật ra để mà vừa xin tị nạn ở Đức mà vừa ép Đức phải nhảy vô để mà cứu Vũ Nhôm. Sở dĩ Vũ Nhôm chọn Đức là vì nước Đức vẫn còn quan tâm tới vụ án của Trịnh Xuân Thanh, nên xin Đức thì có nhiều khả năng sẽ được nhận cho tị nạn chính trị hơn là ở các nước khác. Và đúng như Vũ Nhôm đã tính, bởi nghe kế của Lisa là phải nghe Đức và phải cầu cứu những tòa lãnh sự quán của Đức ở tất cả các nước. Là phía Đức nghe được tin có người xin cung cấp bằng chứng về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để làm nhân chứng và xin đi tị nạn, thì lập tức Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán của Đức đã nhảy vào can thiệp ngay và giả cho đảng Đĩ Cộng sản một bạt tai. Cái miệng tao bay, cái gì công hàm gì tôi giả cho mất mặt chết mẹ tao bay hết trơn. Trời ơi là trời, sau khi mà Đức nó nghe mà thằng Vũ Nhôm mà bắt đầu là đòi làm nhân chứng để mà tố cáo đảng cộng sản đi qua khủng bố nước Đức đó, người dân Việt Nam các bạn còn tin ba cái bài báo của đảng Đĩ nữa đi, nó nói Trịnh Xuân Thanh đầu thú đó. Trời ơi là trời, bây giờ vẫn còn có những kẻ ngu đi ăn cướp kìa, đi ăn cướp thay cơm mà đặt nói là Trịnh Xuân Thanh vẫn còn đầu thú bởi vì nghe những cái báo mà sầm lờ của đảng Đĩ đó. Ôi ơi, sau khi Bộ Ngoại giao Đức nghe tin tức như vậy thì đáp máy bay chạy sang ngang và tát vào mặt của con cháu của thằng hồ chó đẻ Hồ Chí Minh uống máu kinh, kêu đi ra, đi ra, đi ra. Bộ Ngoại giao Đức lập tức gọi điện và gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao, lãnh sự quán của Đức ở Singapore và nhảy vô đòi đưa Vũ Nhôm qua Đức để làm nhân chứng vụ khủng bố của đảng Đĩ Cộng sản. Chết mẹ rồi, thua mẹ nó rồi. Trời ơi, uy tín của đảng Đĩ bây giờ như là một cái cục cất. Uy tín của đảng Đĩ bây giờ trời ơi là trời, nó nhục gì mà nó nhục không thể tưởng tượng được vậy. Trời ơi là trời, tao mà như đảng Đĩ đó hả, trời ơi tao có cái lỗ tao tọt mẹ xuống như, hoặc là tao chui vô lăng Ba Đình để tao ăn cướp của thằng hồ chó đẻ. Sao rồi? Sao? Ôi ơi mày ngon mày về Việt Nam của tao. Trời ơi, mày Việt Nam mày có cái đéo gì mà về, ở nước Mỹ đại cường quốc 50 tiểu bang rộng mênh mông. Trời ơi khùng, sao về Việt Nam tao mày ăn đồ độc của con tàu, chuyện khùng không hả? Đó, phía Đức đã lập tức cử hai đại diện đi máy bay để mà bay qua Singapore để điều tra sự việc và tìm cách đưa Vũ Nhôm lên chiếc máy bay an toàn của Đức. Có cảnh sát của Singapore lên súng sẵn sàng, chỉ cần mật vụ của đảng Đĩ khủng bố chạy sang là bắn cho nát sọ, bắn cho lùi dên, bắn cho ói máu. Cho nên mật vụ của đảng Đĩ Cộng sản y như một lũ chuột đang ló con mắt chuột ra để mà nhìn thôi. Trời ơi là trời, thằng Singapore trời ơi là trời, nó bắt đầu nó lên đạn sẵn sàng. Tao nói ủa mật vụ của đảng Đĩ giờ đâu rồi? Trời ơi đảng Đĩ ơi, mật vụ đôi kia đâu hết trơn rồi, lên đường đôi kia chia làm 3-4 nhóm 10 nhóm giờ làm được gì ai? Bú giái của thằng Singapore, cảnh sát của Singapore hả, nó huấn luyện nó bắn ghê lắm nghe chưa. Mẹ nó nắm đầu được mấy thằng mật vụ này vô, nó đè Bác Hồ ra, nó quất một cái là bầm tím lặt lìa lặt lội về khỏi chơi vợ luôn chứ bài đặt. Cái luật của Singapore là nó đánh nghe chưa. Mẹ nó chụp được là vô, nó kêu cởi Bác Hồ ra, nó cầm cây mà nó quất vô ngay chân Bác Hồ là kể như là tiêu tùng chứ bây giờ mặt đó. Trời ơi là trời, trời ơi nó vui như là ngày trái hội vậy đó. Mao Đức
đã bắt đầu đăng vụ Vũ Nhôm và đăng lại vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Cho nên giờ thế giới đều biết là đảng đế cộng sản khủng bố không còn giấu giếm được nữa. Tuy nhiên ở trong nước thì nó tiếp tục lừa bịp 100 triệu dân Việt Nam là Trịnh Xuân Thanh tự động về đầu thú. Cho nên người dân mặc dù sợ chế độ khủng bố này không nói, nhưng mọi người đều ỉa trên mặt của lũ đỏ chó đẻ truyền thông của đảng đế cộng sản. Đúng đó, toàn dân Việt Nam phải ỉa vô trong cái đảng đế truyền thông cho chị. Cho nên những con chó mà đi ăn cướp thay cơm binh vực cho đảng cộng sản, tôi mới thấy nhục chưa? Nhục chưa? Trời ơi, Lisa sao mà nó lên đây nó nói dữ vậy trời? Trời ơi, cái gì mà sao mà con Lisa nó mạnh dữ vậy, không hiểu được nữa. Vụ án này lập tức chuyển thành vấn đề tranh chấp quốc tế, chứ không còn đơn thuần là một người nhập cảnh lậu rồi bị bắt nữa. Tình hình lúc này cực kỳ căng thẳng vì liên quan tới 6 phe là phe Trọng Lũ, phe Ba Dũng, Tổng cục 5, Singapore và tình báo Hoa Nam cũng như là thằng Đức. Tình báo Hoa Nam hay tin tức tốc cho người chuẩn bị cấu kết với đảng đĩ Việt Cộng cho biết sẽ tràn vô nước Đức để mà tiếp tục ám sát Vũ Nhôm. Cho nên Đức đã ra lệnh cho cảnh sát của Đức và cảnh sát của Singapore phải tuyệt đối phải chuẩn bị súng đạn sẵn sàng. Chỉ cần một con chó khủng bố nào Tàu Cộng hoặc là một con chó mật vụ nào của đảng đĩ cộng sản khủng bố thì bắn chết mẹ, bắn cho gặp thằng Hồ Chí Minh ngay. Cho nên phe nào bây giờ cũng muốn điều, muốn bắt được Vũ Nhôm về phía mình để phục vụ mưu đồ chính trị. Nhưng không ngờ anh Đức đã nắm được Vũ Nhôm. Vũ Nhôm đã đồng ý làm người để mà nhân chứng trước tòa án để Đức thưa đảng đĩ cộng sản lên tới cả ngàn ngàn tỷ đô la về tội khủng bố đất nước của Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vũ Nhôm đã tung hồ sơ tuyệt mật về hung thủ nào đã ra lệnh để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để ép Đức phải nhảy vào can thiệp. Và Vũ Nhôm cũng cho biết rằng là đảng đĩ cộng sản đã tuyên truyền và dùng báo chí để lừa bịp 100 triệu dân Việt Nam về vấn đề là Trịnh Xuân Thanh về đầu thú như thế nào. Các bạn thấy thế giới người ta ỉa trên đầu của đảng đĩ như vậy đó. Còn các bạn ở Việt Nam cứ tối ngày chạy theo truyền thông của nó để nghe ba cái tờ báo lá cải của nó không, các bạn có biết cái đéo gì. Các bạn chính trị sao bằng được Lisa? Đó, ngày xưa nó cũng chửi Mỹ đồ kia đi vô xâm lược miền Nam Việt Nam đồ kia, rốt cuộc các bạn nghe lời. Các bạn nghe lời, các bạn chửi Mỹ, các bạn thù Mỹ, rốt cuộc giờ con cháu của nó đưa qua bên Mỹ này xây nhà bên đây trường. Các bạn thấy rõ ràng không? Đó, giờ còn ai thù Mỹ đây không? Hả? Vậy mà cũng còn có những con chó đẻ, vẫn còn có những kẻ đi ăn cướp, uống máu kinh, cho nên lên cũng mày đặt chửi Mỹ. Chửi cái mẹ tôi bay chửi kiểu gì mà Mỹ nó ra nó mở tổng lãnh sự quán ở ngoài Hà Nội, nó ỉa vô mặt của Lăng Ba Định vậy mà chửi. Chửi thì đuổi mẹ đi, dám đuổi không? Đuổi tôi bay hút cất tôi bay ăn. Tôi bay đuổi Mỹ tôi bay hút cất tôi bay ăn. À, tôi bay hút cất tôi bay ăn. Nha. Yeah. Để đạt được mưu đồ chính trị thì các phe đều đang chuẩn bị nhiều âm mưu vô cùng hiểm độc nhằm triệt hạ nhau để mà giành giật Vũ Nhôm. Phe Trọng Lũ thì đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản khác nhau để mà đối phó với tình thế hiện nay. Kịch bản thứ nhất là dẫn độ Vũ Nhôm về bằng cách gài thêm tội trạng cho Vũ Nhôm để ép Singapore và Đức phải trùng tay. Cụ thể là Trọng Lũ và thằng Phát Niễn đã chuẩn bị gài cho Vũ Nhôm thêm tội giết người. Nhưng mà ở Việt Nam thì Vũ Nhôm không biết giết ai mà không thấy. Nhưng mà đảng đĩ cộng sản vẫn gài cho tội giết người và tội khủng bố phi trường và tội khủng bố Lăng Ba Đình và tội bán ma túy và tội hiếp dâm và tội chống lại chính quyền nhân dân và tội tung tài liệu mật và tội tham nhũng
và tội rửa tiền và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội hiếp dâm trẻ 13 tuổi và liên một tội nữa là lấy dây đờn mai của mình của em bé 2 tuổi lại để có thêm cớ ép phía Singapore và Đức phải cho đảng đĩ Việt Cộng khủng bố dẫn độ Vũ Nhôm về. Singapore khi đọc cáo trạng mà gài một chục tội như vậy, ai nấy cười ngặt nghẽo cho sự ngu xuẩn dốt nát của một đảng đế Việt Cộng. Trời ơi là trời, tội gì mà ghê gớm dữ vậy trời. Trời ơi, nó gài tội gì mà thấy ghê vậy các bạn. Trời ơi, thằng Vũ Nhôm này tội gì mà dữ vậy trời. Bây giờ thêm một cái tội giết người mà nó giết ai? Đó, nọ người đó là gì? Đó, các bạn thấy các bạn đang sống trong một chế độ bạo quyền, một chế độ độc tài, nó khốn nạn, nó độc tài, nó nắm truyền thông, nó muốn nói cái gì nó nói. Nhưng mà nó nói cho toàn dân Việt Nam nghe thôi. Chứ nó nói bên ngoài, người ta lấy cất, người ta nhét vô họng của nó. Các bạn thấy bằng chứng cụ thể đó. Chị Lisa ơi, đảng đĩ cộng sản tuổi lờ gì mà đòi bắt chị. Nó bắt cọp đó em. Nó bắt cọp thì có. Trầm lũ và phát niệm dự tính là với đống tội danh này thì phía Đức và Singapore phải chùng tay không dám tiếp tục bảo vệ Vũ Nhôm để khỏi bị mang tiếng là bao che cho một thằng mang đầy đủ nhiều tội trạng, tội danh như giết người, như là khủng bố, như là bán ma túy, hiếp dâm, rửa tiền, tham nhũng, vân vân và vân vân. Để có thể gài tội thì Phúc Niệm đã chỉ đạo cho Cục An ninh số 92, tức là A92, lập tức đem những thằng tội phạm ma túy và những cô gái làm mại dâm ra để mà sửa lời khai và kêu gọi những người này phải khai Vũ Nhôm là chuyên môn bán xì ke, đã từng buôn xì ke lên tới 200kg từ đường Lào qua và kêu gọi những người phạm nhân phải khai ra Vũ Nhôm là cho lật đổ chế độ cộng sản. Và mọi người còn gà vô sửa lời khai trong trại giam là Vũ Nhôm đã ra lệnh để cho mọi người làm đốt mẹ cái lăng Ba Đình của thằng Hồ chó đẻ đang nằm. Trời ơi ghê thiệt. Trời ơi gớm thiệt. Trời ơi. Trời ơi. Chết mẹ đã bị Lisa nó dạch mẹ mặt hết trơn rồi. Thậm chí nó đem những người mãi dâm ra, bắt đầu nói rằng là em vẫn còn tin, nhưng mà Vũ Nhôm đã đè em ra hiếp dâm để mà sửa lời khai nhằm gài tội Vũ Nhôm và đem đây là bằng chứng cho thế giới coi. Singapore đã cười ngặt nghẽo, thế giới đã cười sặc sụa về cái lũ chó đẻ đảng đĩ khủng bố Việt Cộng. Những thằng tội phạm này nếu khai là do Vũ Nhôm chỉ đạo bán ma túy thì Vũ Nhôm là trùm ma túy ở Đà Nẵng thì A92 sẽ có cớ, sẽ cho nhẹ án tù. Còn những cô gái mại dâm thì chỉ cần khai là bị Vũ Nhôm cho uống thuốc mê để mà đè ra hiếp dâm Bắc Hồ thì A92 sẽ cho thả ngay. Mục tiêu chỉ tìm cách làm sao để mà chụp mũ cho Vũ Nhôm để bắt Vũ Nhôm khỏi. Thâm độc hơn là A92 còn gà cho một cô bé vị thành niên ở Đà Nẵng để đứng ra tố cáo Vũ Nhôm là tội hiếp dâm trẻ vị thành niên nhằm gài thêm tội hiếp dâm trẻ vị thành niên lên đầu của Vũ Nhôm, rồi cho A92 còn gài cho một nhóm doanh nhân và người dân đứng ra tố cáo Vũ Nhôm đã cướp nhà, cướp đất của họ để gài cho Vũ Nhôm thêm tội lừa đảo để cướp tài sản để làm cho giống như thiệt thì A92 và công an Đà Nẵng sẽ bật đèn xanh cho một nhóm người dân ở Đà Nẵng đi biểu tình đòi đất với lý do là bị Vũ Nhôm cướp đất. Để có bằng chứng thực tế nhằm gài tội cho Vũ Nhôm, đây là sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng của phe Phúc Niệm và Trầm Lũ để gây thêm áp lực nhằm dẫn độ Vũ Nhôm về Việt Nam. Nếu không thể dẫn độ Vũ Nhôm về được, thì Trầm Lũ và Phát Niệm sẽ dùng kế hoạch B, đó là sẽ gây áp lực về kinh tế, chính trị để ép Singapore phải cho dẫn độ Vũ Nhôm, bằng không thì họ sẽ cho người qua để khủng bố đất nước Singapore. Cụ thể là Trọng Lũ Phát Niệm sẽ hù dọa là Singapore mà không cho dẫn độ Vũ Nhôm thì đảng đĩ Việt Cộng khủng bố sẽ cho truy thu thuế và thanh tra các công ty nhà máy của Singapore ở Việt Nam và ngừng đàm phán
hiệp định thương mại với Singapore, đồng thời hù dọa là việc không cho dẫn độ sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới quan hệ chính trị hai nước. Nếu phía Singapore vẫn chưa sợ thì Trầm Lũ và Phát Liệt sẽ hù dọa ngưng bán cát đá cho Singapore để làm áp lực. Đồng thời Trầm Lũ và Phát Liệt sẽ đem vợ con và gia đình của Vũ Nhôm ra để uy hiếp nhằm ép Vũ Nhôm phải đồng ý cho dẫn độ về Việt Nam. Hiện nay thì có tin đồn là phe Tổng cục 2 quân đội đã bắt được vợ con Vũ Nhôm và đang giam lỏng các thành viên trong gia đình Vũ Nhôm để uy hiếp Vũ Nhôm phải chịu dẫn độ về Việt Nam. Mật tin này cho biết Tổng cục 2 cũng dùng mưu kế để dụ vợ con Vũ Nhôm xuất hiện rồi cho bắt nắm ngay lập tức. Phe Trầm Lũ đã bắt buộc phải bắt được Vũ Nhôm để vừa thu hồi đốc hồ sơ mật mà vừa dùng Vũ Nhôm để làm vũ khí thanh trừng phe Ba Dũng và phe công an. Nếu không bắt được Vũ Nhôm thì sẽ khó thanh trừng phe Ba Dũng, khó hạ bệ được Trần Đại Quang và phe công an, mà còn có thể bị Vũ Nhôm cắn lại như là Trịnh Xuân Thanh. Vũ Nhôm có thể tung hồ sơ mật ra tiếp để trả thù Trọng Lũ, Phát Niệm, cho nên phe Ba Dũng và Trần Đại Quang cũng có âm mưu để chấp lại phe Trọng Lũ, để phe Ba Dũng sẽ bơm tiền cho bọn bồi bút để liên tục la làng chuyện Vũ Nhôm để gây tiếng vang trong dư luận quốc tế nhằm gây áp lực lên phe của Trầm Lũ, ngăn chặn phe Trầm Lũ dẫn độ được Vũ Nhôm về. Đồng thời Ba Dũng sẽ tiếp tục vung tiền ra để lôi kéo đàn em nhằm gây áp lực với Trầm Lũ, ép Trầm Lũ phải phân tâm ra để mà đối phó và dùng lực lượng này để chống Trầm Lũ trong tương lai. Nếu để Trầm Lũ bắt được Vũ Nhôm thì Trầm Lũ sẽ có cớ và có thêm bằng chứng để thanh trừng phe Ba Dũng. Vì vậy phe Ba Dũng quyết tâm chơi tới cùng để Vũ Nhôm đi tị nạn chính trị. Tất cả những người đảng viên và phe phái Nam Cộng phải mạnh mẽ hơn nữa. Phải mạnh hơn nữa. Bây giờ thế giới nó coi đảng Đĩ Cộng sản là một lũ tạp chủng khủng bố không hơn không kém. Nó coi thằng Hồ Chó Đẻ là một thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh. Cho nên không gì mà phải sợ. Toàn dân Việt Nam cũng vậy. Chả có gì sợ cái đảng Đĩ Cộng sản. Đảng Đĩ Chó Đẻ. Sao rồi quê rồi à? Bị Singapore nó tán cho mặt mặt, nó nhét cướp vào trong họng rồi giờ im nè. Hả? Hả? Rồi mấy con chó bữa nay vô còn sủa nó không? Hay là ngồi đó đi ăn cứt? Hả? Phe Tổng cục 5 đang âm mưu tung hồ sơ mật về những chuyện xấu xa tham nhũng bát nước của thằng Chó Đẻ Trọng Lũ và thằng Phát Niễn để mà gây áp lực và làm rối loạn ở trong phe của Trọng Lũ. Để buộc tội Trọng Lũ phân tâm để mà tìm kế đối phó. Đồng thời Tổng cục 5 đang âm thầm liên kết với Lisa Phạm lập ra đội đặc nhiệm để giải cứu Vũ Nhôm trong trường hợp có dẫn độ Vũ Nhôm về Việt Nam. Tổng cục 5 biết rằng là nếu Vũ Nhôm lọt vào tay của Trầm Lũ thì Trầm Lũ sẽ cho thanh trừng làm cỏ Tổng cục 5 ngay, cho nên bằng mọi giá phải giúp Vũ Nhôm trốn thoát và nhờ Lisa Phạm lên chương trình khai dân trí để mà nói cho mọi người dân nghe trò hèn kế bẩn của phe tình báo Hoa Nam muốn bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng là thằng Trọng Lũ, hoặc áp sát Vũ Nhôm để mà bịt miệng. Còn Vũ Nhôm thì đang âm mưu gây áp lực bằng cách tiếp tục tung ra hồ sơ mật để ép phía Đức phải nhảy vô bảo vệ mình bằng mọi giá. Vũ Nhôm biết hiện nay Vũ Nhôm là một nhân chứng vô cùng đặc biệt khi mà Cộng hòa Liên bang Đức muốn thưa đảng Đĩ Cộng sản ra tòa về tội khủng bố quốc tế. Đồng thời, Vũ Nhôm được phe Ba Dũng chỉ cách là phải làm live stream nhằm tạo tiếng vang gây áp lực quốc tế lên phe Trầm Lũ giống như Lisa Phạm. Trong tình huống xấu nhất
thì Vũ Nhôm chấp nhận ở tù vài năm bên Singapore để chờ cơ hội đi tị nạn chứ không chịu bị dẫn độ về Việt Nam. Vũ Nhôm biết là về Việt Nam thì chỉ có con đường là chết mà còn liên lụy tới nhiều người, cho nên mới ra hạ sách là chấp nhận ở tù ở bên Singapore. Phe Đức đang tính gây áp lực kinh tế và chính trị lên cả Việt Nam và Singapore để đòi cho bằng được Vũ Nhôm. Đức sẽ dùng thương mại để gây áp lực lần này nếu Việt Cộng và Singapore không chịu đưa Vũ Nhôm qua bên Đức. Thì Đức sẽ tìm cách ngăn chặn hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam và Singapore qua châu Âu, Âu Châu. Đồng thời sẽ gây khó khăn visa cho Việt Nam và Singapore khi nhập cảnh vào nước Đức. Singapore thì giàu có và lúc nào cũng thân với Đức. Còn đảng Đĩ Cộng sản thì tàn mạc lụng bại, thì Singapore nó coi như là cục tức. Thậm chí nó không thèm dòm, nó ỉa vào Lăng Ba Đình, nó ỉa vào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nó đá vào mặt của thằng Hồ Chí Minh. Trời ơi là trời quá đất rồi, trời ơi cái gì vậy trời, gì mà coi cái đảng Đĩ thấy ghê vậy trời. Ôi ơi. Đức cũng chuẩn bị đưa vụ án Vũ Nhôm và Trịnh Xuân Thanh ra tòa án quốc tế để gây áp lực lên đảng Đĩ Việt Cộng khủng bố, ép đảng Đĩ Việt Cộng khủng bố phải thả người và trừng phạt Bộ Công an Việt Cộng. Nếu Đức không làm mạnh tay thì sẽ mất uy tín, sức mẻ uy quyền, cho nên Đức buộc lòng phải làm mạnh vụ Vũ Nhôm để gỡ gạc uy tín vụ Trịnh Xuân Thanh. Phía Singapore thì sẽ lấy Vũ Nhôm ra để làm con tin mà uy hiếp cả Đức và đảng Đĩ Việt Cộng khủng bố để đòi yêu sách, đòi điều kiện. Nước nào ra điều kiện thỏa mãn thì Singapore họ sẽ cân nhắc để đưa Vũ Nhôm cho nước đó. Đây là chiến lược trai cò đích nhau mà ngư ông đắc lợi của Singapore để lấy lợi ích từ cả Đức và Việt Nam. Phía Tàu Cộng thì cũng nhảy vô để giúp Trọng Lũ bắt Vũ Nhôm, vì nếu không bắt được thì Trọng Lũ khó thanh trừng Bộ Công an và quét sạch Tổng cục Năm được. Phía tình báo Hoa Nam Tàu Cộng nghe được mùi cất cũng sẽ nhảy vô. Sao bạn cứ gọi mình hoài vậy? Trời ơi, tin tức đang hay mà. Để nhảy vô và muốn quét sạch được Tổng cục Năm, phía Tàu Cộng cũng sẽ gây áp lực kinh tế và chính trị lên Singapore để ép phải cho đảng Đĩ Việt Cộng khủng bố dẫn độ Vũ Nhôm về. Tàu Cộng sẽ giật dây cho các nhóm Hoa Kiều làm loạn nền kinh tế ở Singapore, đồng thời gây khó dễ cho hàng hóa và dịch vụ của Singapore xuất qua Tàu Cộng để làm áp lực. Ngoài ra, Tàu Cộng còn đang dự tính một kế hoạch bắt cóc Vũ Nhôm trong trường hợp khẩn cấp để ngăn chặn Vũ Nhôm tị nạn ở bên Đức. Và sau khi tụt Vũ Nhôm tị nạn, sẽ khai ra coi chừng có thể thằng Tàu Cộng dính líu tới vụ Trịnh Xuân Thanh. Chị ơi, chị hết giờ rồi chị ơi. Ôi trời, mau vậy, còn nhiều tin tức quá mà sao tự nhiên hết mau quá vậy. Nói tóm lại là năm mới, Lisa đã thưởng nhiều bãi cất cho đảng Đĩ Cộng sản và thằng hồ chó đẻ ăn. Cho nên bắt đầu trong năm nay, Lisa kính chúc toàn dân Việt Nam phải mạnh mẽ hơn, phải khôn ngoan hơn, phải có bản lĩnh chính trị hơn để mà phải đập tan truyền thông láo khoét của đảng Đĩ Cộng sản khủng bố. Nha. Rồi, thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn trên 100 triệu dân Việt Nam đã nghe chương trình Khai Dân Trí của Lisa. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.